đang xem video tại kênh YouTube Review Dan đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Kỳ Nhiên phản kích khiến trà xanh cam duệ không kịp trở tay. Phần trước nói tới, Kỳ Nhiên vô tình để lộ biểu hiện thai nghén trước mặt Dạ Lăng Hàn, khiến hắn ta nghi ngờ cậu mang thai rồi. Kỳ Nhiên vội vàng lấy lý do bản thân ăn phải đồ ăn hỏng nên đau dạ dày, mà thôi. Nhưng Dạ Lăng Hàn vẫn không yên tâm. Mặc kệ là do đồ ăn hay do nguyên nhân khác, vẫn phải tìm bác sĩ tới kiểm tra mới yên tâm. Nghe vậy Kỳ Nhiên không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt. Không được, không thể để bác sĩ kiểm tra. Cậu kéo Dạ Lăng Hàn đang định đi gọi người lại, làm nũng nói: "Cả ngày hôm qua em chưa ăn gì, hiện giờ có chút đói, anh không ở lại cùng em ăn à?" Hiếm khi thấy Kỳ Nhiên có hứng thú ăn uống, Dạ Lăng Hàn cũng tạm gác chuyện khám bệnh sang một bên. Hắn một tay cầm đĩa đồ ăn sáng, một tay nắm lấy tay Kỳ Nhiên kiểm tra. Kỳ hiệu trên tay không thay đổi màu sắc, có lẽ Kỳ Nhiên thực sự không mang thai. Dạ Lăng Hàn nâng miếng sandwich lên đút cho Kỳ Nhiên hôm qua trong lúc thân thiết hắn phát hiện kỳ nhiên gầy hơn trước rất nhiều xem ra sau này hắn phải kiểm soát chuyện ăn uống của cậu mới được nhìn kỳ nhiên ngoan ngoãn ăn bánh trong lòng dạ lăng hàn cũng cảm thấy thỏa mãn không hồ là nhiên nhiên của hắn đến ăn đồ ăn cũng đáng yêu như vậy nhìn ánh mắt dầu mỡ này của dạ lăng hàn kỳ nhiên cho hắn một cái trợn mặt dùng xong đồ ăn kỷ nhiên gấp gáp muốn xuống giường cậu sợ còn ở lại dạ lăng hàn sẽ phát hiện ra manh mối kỷ nhiên vừa định rời đi đã bị dạ lăng hàn gọi lại Kỳ Nhiên nhăn mày từ từ xoay người lại, trong lòng lo lắng, lẽ nào Dạ Lăng Hàn đổi ý rồi? Nào ngờ Dạ Lăng Hàn lại nở nụ cười giơ chiếc điện thoại của Kỳ Nhiên lên, trong giọng nói có vài phần cưng chiều. Em vẫn nhưng trước, cả ngày quên này quên kia, đến điện thoại cũng quên mang theo. Lúc này tảng đá trong lòng Kỳ Nhiên mới buông xuống. Dạ Lăng Hàn vừa đi vừa nói tiếp, anh đã cho người chào hỏi trước với lãnh đạo trường rồi, em trở về trường cứ trực tiếp tới lớp của em, tham gia thi như thường lệ là được dặn dò xong hắn kêu kỳ nhiên đi thay đồ còn bản thân ra xe đợi cậu bầu không khí ở học viện vô cùng náo nhiệt và tràn đầy sức sống tuổi trẻ kỳ nhiên vừa vào lớp đã tìm tới chỗ ngồi của bạn cũ duy khang trông thấy người tới là kỳ nhiên đối phương nhịn không được mà nở nụ cười chào đón kỳ nhiên cậu đi học lại rồi kỳ nhiên cũng nở nụ cười đáp lại hôm nay vừa trở lại chuẩn bị thi tốt nghiệp kỳ nhiên vừa ngồi xuống lập tức nghe cậu bạn hỏi han về tin tức gần đây liên quan tới cậu tớ nghe tin tức nói cậu và thiếu gia nhà họ dạ dạ lăng hàn kết hôn rồi nhắc đến dạ lăng hàn sắc mặt kỳ nhiên hơi trầm xuống nhưng cậu vẫn thành thực đáp phải nghe vậy duy khương liền bất bình sao cậu lại kết hôn với hắn ta không phải hắn ta và thiếu gia nhà họ cam đã đính hôn rồi à cái loại cha nam đó xứng đáng ế cả đời thấy duy khương hơi mất bình tĩnh kỳ nhiên vội vã kéo cậu ta ngồi xuống bọn họ còn đang trong tiết học cơ mà cậu đưa tay lên môi ra dấu cho đối phương nhỏ giọng chút, nhưng mà động tĩnh này quá lớn, đến giáo sư Hói đầu đang giảng bài cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Vị bạn học kia, nếu không muốn nghe giảng, lúc nào cũng có thể ra ngoài. Cả Kỳ Nhiên và Duy Khang đều lúng túng. Cái tính cách bục trộp của cậu đến khi nào mới thay đổi được đây? Mặc dù nhìn bề ngoài Duy Khang giống như một thiếu niên bốc đồng, nhưng thật ra cậu ta là hacker giỏi nhất ở học viện này. Lý do Kỳ Nhiên tìm đến Duy Khang chính là có chuyện muốn nhờ cậu ta giúp bởi vì điện thoại đã bị cài định vị và nghe lén, hơn nữa xung quanh rất có thể có người của Dạ Lăng Hàn giám sát, cho nên Kỳ Nhiên đành viết ra giấy. Cậu muốn nhờ Duy Khương điều tra cam duệ. Duy Khang đưa tay lên làm dấu ok, còn đảm bảo trong một tiết học cho Kỳ Nhiên đáp án. Không hổ là hacker hàng đầu, đến giờ nghỉ trưa, Duy Khang đã đem thông tin thu thập được trở về. Sau khi truy cập vào bên trong mạng nội bộ của Cam Thị, Duy Khang phát hiện ra mối quan hệ bùng binh giữa anh họ của Cam Duệ với giải trí Đông Thăng mà ông chủ của giải trí Đông Thăng lại chính là người đã tung tin Kỳ Nhiên và Dạ Lăng Hàn kết hôn ra ngoài. Nghe vậy Kỳ Nhiên cũng hiểu ra. Xem ra tin tức cậu và Dạ Lăng Hàn kết hôn bị túng ra, chính là do Cam Duệ nhúng tay vào. Duy Khang cảm thán. Cam Duệ này bề ngoài lương thiện ngây thơ, sau lưng lại vô cùng thâm độc. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ở một bên khác, Cam Duệ vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện xong. Khi đẩy cửa bước ra ngoài đã bị vô số phóng viên bao vây đám phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Cam thiếu ngài đến bệnh viện để kiểm tra. Nghe nói ngài mang thai rồi. Cha của đứa bé là ai? Có người nói ngài và giám đốc giải trí Đông Thăng có quan hệ tình cảm. Nhưng câu hỏi dồn dập liên tiếp ập tới, Cam Duệ nhất thời choáng váng. Chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đã nói cho phóng viên? Nhưng câu hỏi như sóng cuộn ập tới. Cam Duệ không nói lời nào trực tiếp ngất đi, cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha